trên. Chúng ta sẽ có bản tin mới này. Được làm nha. Ok, bây giờ đã có bản fix thì mình làm một cái mới. Cái mới thì làm sao? Đố mọi người biết thì chúng ta vào group, chọn row group, sở tự camo. Đây là một cái group. Ủa, sẽ lại coma camo chứ. Đây là một cái group mà rất nhiều vì rất nhiều người sâu kết ở trong đó. Đây, cho kỳ bấm vào join group nhé. Ok, mình đã join sẵn rồi cho nên mình không phải vào nữa. Bây giờ thoát ra, bấm F2 lại, vô group thì đây mình sẽ vào cái group đó. Ủa, thì đâu phải xin nó lại nhiều thế à? Ruby style, quên Ruby style. Thì các bạn kiếm cho mình một bạn nào đó có camo thì cách làm cũng giống tương tự thôi, nhưng mà khác sẽ khác một chút tại vì đã fix rồi. Bấm vào đây, bấm vào 250, mình không chọn calling card nữa mà mình chọn edit emblem gì đó. Chọn bất kỳ một cái nào đó, sau đó bấm 3 chấm vào social để rồi hình như là đã bị lỗi, làm lại từ đầu. Sẽ nhảy liên tục này, cái group luôn này. Ok, làm lại Ruby style, chọn một thanh niên nữa, nó có camo đi. Thôi không thích, không chơi, không không chơi cây này. Ok, nó không ta. Ok, cây này đi. Edit combo, chọn social. Đấy, xong rồi chúng ta vào view profile, nó đã hiện ra view profile. Edit socket, socket. Nếu được lại lại F2 group, chọn vào đây group detail. Tìm một bạn nào đó có người này đi, Nip. Nip rồi, 250 Limbo. Chọn lùi về, mở này lên social. Ok, và chúng ta đang cầm cái nip của đó rồi. Vậy mà build profile, edit socket, socket weapon, vào kênh med sale, DLC B 50. Thì các bạn có thể lưu tên nào cũng được. Xem một bình hay là xong. Bây giờ chúng ta phát là hết tất cả vào battle weapon. Tìm cái nip đi nhau. Bạn cái nào đi. Đây, các bạn có thấy cái nip của mình đã có kin rồi. Oh, quá đơn giản.